Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 15 tháng 6 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, mặc dù cơn bão số 1 đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng ảnh hưởng gián tiếp từ rìa xa của nó cũng gây mưa nhiều cho khu vực các tỉnh Bắc Bộ trong hôm qua. Trong đêm nay, mưa ở Bắc Bộ vẫn tiếp tục xảy ra. Và đến sáng và trong ngày mai thì mưa sẽ giảm dần. Khu vực có mưa trong ngày mai tập trung ở các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc. Còn đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ thì có xu hướng ít mưa hơn. Trong ngày mai, nhiệt độ cũng chưa tăng cao, cao nhất chỉ ở ngưỡng 30-34 độ. Ở dải đất miền Trung, trong ngày mai vẫn có những nhiễu động ở tầng khí quyển trên cao, nên khả năng có mưa ở các tỉnh Huế, Đà Nẵng, thậm chí cả khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Mức độ mưa không nhiều, chỉ có mưa rào nhẹ về chiều tối. Ban ngày trời vẫn nắng và cường độ bức xạ ở mức trung bình, nhiệt độ chưa tăng quá cao. Cao nhất ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế khoảng 33-36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận trong khoảng 34-37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai, gió mùa Tây Nam, nguyên nhân gây mưa chính có xu hướng giảm so với mấy ngày vừa qua. Mưa rào và dông sẽ quay trở lại tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm. Diện mưa và cường độ mưa cũng giảm hẳn. Nhiệt độ tăng nhẹ một chút, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khoảng 30-33 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31-34 độ đối với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Thưa bà con, hiện nay diện tích trồng xoài vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên cả nước nói chung đang gia tăng nhanh chóng. Và xoài là một trong những cây chủ lực trong canh tác cây ăn trái. Thời điểm hiện tại, các nông dân đang trồng nhiều giống xoài mới và chất lượng cao. Tuy nhiên, vấn đề rụng hoa và trái non đã ảnh hưởng rất lớn tới năng suất. Một số nguyên nhân khiến rụng trái và hoa trên xoài đó là tỷ lệ thụ phấn cao khi gặp điều kiện thuận lợi như là trời nắng ấm và khô ráo. Thế nhưng khi thời tiết không thích hợp như là nóng lạnh hay là mưa dầm, gió mạnh, độ ẩm cao thì sẽ ảnh hưởng tới sự thụ phấn của hoa. Thời tiết bất lợi cũng cản trở lớn tới hoạt động thụ phấn của côn trùng, làm cho sức sống hạt phấn kém và hoa khó thụ phấn. Những cây xoài lớn tuổi thì thường bị kiệt sức sau một vụ mang trái quá nhiều. Nếu như cây thiếu chăm sóc hoặc cây thiếu dinh dưỡng thì tỷ lệ ra hoa và đậu trái lại càng thấp. Vườn trồng xoài thiếu nước và dinh dưỡng cũng ảnh hưởng rất lớn tới rụng hoa và trái non. Thiếu vi lượng bo ở giai đoạn tạo mầm hoa và giai đoạn trái còn nhỏ cũng là nguyên nhân chính làm sức sống hạt phấn yếu, tỷ lệ thụ phấn thấp, hoa và trái non dễ bị rụng. Để khắc phục hiện tượng rụng hoa và trái xoài, bà con cần lưu ý. Thường xuyên cung cấp đủ nước và dinh dưỡng cho cây xoài trong thời gian cây ra hoa và mang trái. Trong giai đoạn này, nếu như thiếu hay là thừa nước và dinh dưỡng thì cũng ảnh hưởng tới khả năng rụng hoa và trái. Sau khi thu hoạch nên cắt tỉa cành sâu bệnh, cành già và đồng thời bón phân đầy đủ và cân đối phân đạm, lân và kali. Bổ sung các loại phân bón có chung vi lượng như là canxi, magie hay là kẽm. Không quá lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn cây xoài đang ra hoa làm ảnh hưởng tới côn trùng thụ phấn hoa. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết trong đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to. Trong ngày mai, chiều tối có mưa rào và dông ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông. Ngày mai tại phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất là 33-36 độ, ở phía Nam có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, cao nhất dao động trong khoảng từ 34-37 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 31-34 độ.
Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin tiếp theo.